Cách đây rất lâu, có một vị vua già thông thái muốn biên soạn một cuốn sách ghi chép khôn ngoan để truyền cho những thế hệ tương lai. A long, long time ago, a wise old king wanted to compile a wisdom record for future generations. Một ngày nọ, vị vua già triệu tập các thần tử thông thái của mình tới và nói, Đầu óc không có trí tuệ, giống như đèn lồng không có nền, Ta muốn các vị biên soạn một cuốn sách ghi chép về trí tuệ của mọi thời đại để soi sáng tương lai cho con cháu chúng ta. One day the old king summoned his clever courtiers and said, "A mind without wisdom is like a lantern without a candle. I want you to compile a book of wisdom from all ages to illuminate the future of your children and grandchildren." Sau khi nhận lệnh và rời đi, những nhà thông thái này đã làm việc suốt một thời gian dài. Cuối cùng, hoàn thành một kiệt tác gồm 12 cuốn và tự hào tuyên bố rằng: Thưa bệ hạ, đây là những ghi chép về trí tuệ của mọi thời đại. After the wise men took orders and left, they worked for a long time. Finally completed a masterpiece of 12 volumes and proudly declared, "Your majesty, this is a record of wisdom from all ages." Vị vua già xem qua rồi lên tiếng:

Những nhà thông thái lại tiếp tục làm việc suốt nhiều ngày nhiều đêm, và sau vài lần cắt bỏ, bộ sách gốc đã được rút gọn thành một cuốn. Tuy nhiên, vị vua già cho rằng như thế vẫn quá dài và lại ra lệnh cho họ rút ngắn thêm lần nữa. These smart people spent a lot of time and after several deletions, a book was completed. However, the old king still thought it was too long and ordered them to condense again. Những nhà thông thái này rút gọn cuốn sách thành một chương, từ một chương thành một trang, rồi một đoạn, và cuối cùng là một câu. These smart people condensed a book into a chapter, then reduced it to a page, then turned it into a paragraph, and finally turned it into a sentence. Khi nhìn thấy câu ấy, vị vua già thông thái vô cùng hài lòng. Thưa các vị, Ngài cất tiếng, đây mới thực sự là kết tinh trí tuệ của mỗi thời đại và một khi mọi người ở khắp mọi nơi biết được chân lý này thì hầu hết các vấn đề của chúng ta đều sẽ được giải quyết. Câu này là Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. The wise old king was very proud when he saw these words. Gentlemen, he said, this is really the crystallization of the wisdom of all ages and once people everywhere know this truth, most of our problems can be solved. This saying is what we have known as there is no free lunch in the world. Chương đầu tiên và cũng là chương cuối cùng của cuốn sách về trí tuệ. Chính là trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Nếu mọi người đều biết rằng để tiến về phía trước thì cái giá là làm việc chăm chỉ thì hầu hết mọi người đều sẽ đạt được nó và đồng thời sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Và những người ăn trưa miễn phí sớm hay muộn cuối cùng sẽ phải trả giá. The first and last chapter of the book of wisdom states that there is no free lunch in the world.

There is no such thing as a free lunch, reminds us that success and achievements only come when we accept and overcome challenges, difficulties, and work hard.